vừa trải qua ngày buồn khi thông tin về nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt qua đời hưởng thọ 68 tuổi, từng là bạn diễn ăn ý với tài tử Châu Tinh Trì. Liên tục xuất hiện trong rất nhiều dự án điện ảnh gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ 8X, 9X, sự ra đi của Ngô Mạnh Đạt khiến rất nhiều người tiếc nuối. Lật lại cuộc đời và sự nghiệp của tài tử quá cố, người hâm mộ không khỏi xót xa. Tuổi trẻ, hào hoa phong lưu, vậy nhưng về già, Ngô Mạnh Đạt lại khổ sở, vất vả với nhiều mối lo toan. Nổi tiếng chỉ sau một đêm, luôn có gái xinh chờ cửa khách sạn, ăn chơi trác táng đến mức tán gia bại sản. Ngô Mạnh Đạt sinh năm 1953 tại Hạ Môn, sau đó gia đình chuyển tới Hồng Kông. Năm ông lên 7 tuổi, thời điểm đó cuộc sống gia đình cực kỳ nghèo khổ. Gia đình 7 người sống trong một ngôi nhà rộng 20m². Ngô Mạnh Đạt là con trai cả, thường xuyên chịu cảnh ngủ dưới đất. Cha của Ngô Mạnh Đạt từng hy vọng ông sẽ kế thừa công việc kinh doanh nhỏ của gia đình. Tuy nhiên, ông lại thể hiện mình muốn trở thành diễn viên nổi tiếng. Ngô Mạnh Đạt nói dối bố là đi học tiếng Anh buổi tối, nhưng thực chất là để lén tham gia khóa học đào tạo diễn xuất của đài TVB. Vậy nhưng, sự việc vỡ lở khi trong một lần ăn cơm, bố của nam diễn viên Ngô Mạnh Đạt nhìn thấy con trai mình trên màn ảnh. Dù vô cùng tức giận, song ông vẫn để con trai học nốt khóa diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp, Ngô Mạnh Đạt nhận lời tham gia rất nhiều phim nhưng chỉ đóng vai phụ. Năm 1979, nhờ vai diễn trong truyền thuyết Sở Lưu Hương, Ngô Mạnh Đạt nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhắc lại thời gian này, Ngô Mạnh Đạt cho biết mình không khác gì Châu Nhuận Phát, luôn được săn đón, chụp ảnh khắp mọi nơi. Thậm chí, tài tử họ Ngô còn chia sẻ, mỗi lần mở cửa khách sạn, luôn có một cô gái đang đợi tôi. Ở tuổi 26, lần đầu tiên Ngô Mạnh Đạt được nếm trải sự nổi tiếng. Kể từ đó, Ngô Mạnh Đạt trượt dài trên con đường danh vọng. Nổi tiếng quá nhanh, tiền kiếm quá nhiều, lại bị bạn xấu rủ rê. Trong những năm tháng ở Đài Loan, Ngô Mạnh Đạt ngày càng ngụp lặn trong các sới bạc, tiền tiêu như nước. Nhiều năm sau, Ngô Mạnh Đạt cho rằng đây là khoảng thời gian đen tối của mình. Thua bạc, Ngô Mạnh Đạt vay tiền khắp mọi nơi. Thắng bạc, ông lại chìm đắm trong men tiểu. Chỉ sau một năm, Ngô Mạnh Đạt trắng tay, tất cả số tiền ông kiếm được nhờ đóng phim cứ thế bốc hơi. Thậm chí còn nợ tới 300.000 đô la Hồng Kông, tương đương với 900 triệu đồng trong thẻ tín dụng. Liên tục bị nhóm cho vay nặng lãi tìm tới siết nợ, Ngô Mạnh Đạt tuyên bố phá sản. Ông từng tìm tới Châu Nhuận Phát để vay tiền, tuy nhiên lại bị từ chối phũ phàng. Trong lúc túng quẫn, tài tử họ Ngô vô cùng giận bạn. Vậy nhưng sau này, ông mới hiểu rằng Châu Nhuận Phát chỉ muốn giúp ông biết được sai lầm và phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Ông cũng tiết lộ, trong khoảng thời gian khó khăn và mất phương hướng nhất, Ngô Mạnh Đạt từng nghĩ tới việc tự sát. Đổi vận nhờ Châu Tinh Trì, cuộc sống hôn nhân phức tạp với 3 đời vợ, 5 đứa con. Bê bối nối tiếp bê bối, Ngô Mạnh Đạt cố gắng đi đóng phim trở lại nhưng lương 3 cọc 3 đồng. Mãi tới khi gặp Châu Tinh Trì, được dìu dắt và đóng loạt phim cùng với Tinh Gia, sự nghiệp của Ngô Mạnh Đạt mới chuyển hướng rõ rệt. Bộ phim đầu tiên Thần Bài đã phá kỷ lục phòng vé của Hồng Kông khi có tổng doanh thu lên tới 41 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với 121 tỷ đồng. Sau đó, cặp bài chúng liên tục gây tiếng vang với loạt phim như Trường Học Uy Long, Đại Thoại Tây Du, Tình Võ Môn, Đội Bóng Thiếu Lâm, v.v. Ngô Mạnh Đạt dần lấy lại được danh tiếng. Tuy nhiên, đời tư của ông lại gây sốc không kém. Năm 1976, ông kết hôn với người vợ đầu tiên là Mạch Lợi Lợi và có với nhau một cặp sinh đôi là con gái. Đây cũng là thời kỳ tăm tối khi Ngô Mạnh Đạt nợ nần khắp nơi. Vợ ông phải chạy vạy để kiếm tiền trả nợ cho chồng và nuôi hai đứa con thơ. Vậy nhưng, khi sự nghiệp phát trở lại, Ngô Mạnh Đạt lại ruồng rẫy, bỏ rơi người vợ Tào Khang, cặp đôi ly hôn sau 18 năm chung sống. Nam diễn viên Ngô Mạnh Đạt gặp gỡ người vợ thứ hai là Lô Thiếu Từ. Giữa lúc cuộc ly hôn với người vợ đầu chưa ngã ngũ, cả hai nhanh chóng có với nhau một cô con gái. Vậy nhưng, chỉ sau 3 năm, Ngô Mạnh Đạt lại tòm tem với nữ diễn viên Hầu Giai Yến khi đóng Hoa Điền Hỷ Sự, cả hai có với nhau một con trai và một con gái. Tuổi già bệnh tật, còng lưng làm việc kiếm tiền tru cấp vợ con. Cho tới hơi thở cuối cùng, Ngô Mạnh Đạt vẫn cố gắng đi đóng phim, một phần vì nghệ thuật, một phần vì phải gánh trên lưng số tiền trợ cấp khủng. Truyền thông cho hay, thời điểm ông còn khỏe mạnh, tài tử họ Ngô phải chu cấp 800.000 đô la Hồng Kông cho các bà vợ, tương đương với 2,3 tỷ đồng. Sau này, sức khỏe giảm sút, ông chỉ có thể trợ cấp 600.000 đô la Hồng Kông, tức là 1,7 tỷ đồng. Vì số tiền quá lớn, ông phải liều mạng đóng phim. Không có đất diễn tại Hồng Kông, Ngô Mạnh Đạt sang đại lục tìm cơ hội. Nhờ danh tiếng và sự yêu mến của khán giả, ông kiếm được kha khá tiền, đủ sức cầm cự được với mức chi tiêu khổng lồ. Tới năm 2014, bệnh tình của Ngô Mạnh Đạt bất ngờ trở nặng khi bị suy tim do nhiễm virus suýt tử vong. May thay, ông được cứu sống, dần bỏ thuốc lá, rượu bia, tình hình sức khỏe của nam diễn viên khá lên. Vậy nhưng, tới khi tham gia dự án Lưu Lượng Định Cầu, sức khỏe của Ngô Mạnh Đạt xuống dốc. Mỗi lần quay đều phải thở oxy, thậm chí từng suýt ngất xỉu, ngay cả lúc xuống cầu thang ông cũng cần phải có người dìu đỡ. Tới ngày 21 tháng 2, trang Apple Daily đưa tin Ngô Mạnh Đạt bất ngờ được đưa vào điều trị ung thư gan tại một bệnh viện ở Hồng Kông. Thông tin này khiến netizen sốc nặng, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nam diễn viên ôm tim, quỵ ngã ngay trong lúc đang ghi hình.
Tuy nhiên, dường như sức khỏe của nam nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt ngày một chuyển biến xấu. Chỉ sau khi có thông tin vào viện chưa đầy một tuần, Ngô Mạnh Đạt lâm vào tình trạng nguy kịch. Cuối cùng, chút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 27 tháng 2, kết thúc sự nghiệp còn nhiều dang dở và cuộc sống mưu sinh vất vả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.